Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Đầu video mình xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn hình ảnh bà con tất bật chuẩn bị xuống giống vụ thu đông. Đây là hình ảnh xe cốt đang vét đường nước tưới tiêu phục vụ cho vụ thu đông. Khi vét đường nước xong thì chủ ruộng sẽ cho nước vào ruộng và máy xới bắt đầu xới đất chuẩn bị cho công tác xuống giống. Công việc làm rất tranh thủ khẩn trương cho kịp mùa vụ. Ngay liền kề cũng có một chiếc máy cày đang làm đất các bạn. Buổi chiều ếch nhái kêu rất nhiều. Đây là hình ảnh bà con đang xịt thuốc diệt mầm cỏ nè các bạn. Trời đã chiều tối nhưng bà con vẫn tranh thủ làm. Này là chiếc máy cày đang trịch tạc đất làm cho đất bằng phẳng để mà chuẩn bị xuống giống. Khu vực này thì có nhiều phương tiện khác nhau, thế nãy là mình cho các bạn xem là máy cày, cái này là một là máy xới tay. Đây là công tác trạc đất. Đây là công đoạn cuối cùng. Đây một chiếc máy xới tay nữa này các bạn. Khu vực này bà con chuẩn bị xuống giống đồng loạt ra cho nên tất cả các loại máy cày, máy xới tay tập trung rất đông người đây. Tranh thủ làm cho kịp mùa vụ các bạn.
khu vực này đất làm xong là bà con mang giống ra xuống giống. Khu vực này người ta xuống giống bằng bằng máy các bạn ơi. Xuống giống bằng máy thì cái lượng giống nó sẽ ít hơn, nó sẽ đều hơn. Mật độ cây lúa sẽ thưa rồi chứ ít sâu bệnh, dễ chăm sóc hơn. Video chia sẻ đến các bạn hình ảnh bà con xuống giống vụ 3, vụ thu đông. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Nếu thấy hay các bạn cho mình một like, một chia sẻ.